Mùi sao ổn. Yeah, Tom for Sam. On, okay, tonight, so then you keep on the yard. ตัดบัตรนะรับทอมนะรอตาเลยเรื่องบ่อยอย่างนั้นพวกหอบ้านเฉินนะเวลาตะกันเนาะกาต่อพวกมวยเนาะ láng ấy tất cả nào ấy chú lực có bá là nó là khăn đeo vĩnh nè vì nè ta vĩnh nè chú lực bá mày thế tịch vĩnh nè à cắt cho nguyên môn đấy tạc ba tạc sở này tùm tùm ngày mà cắt con ong muốn nó là nó giật vai cắt càng các bạn càng đóng dần độc ui lồi ra mà bị mớ này không lên sói cho bạn nó ไปเมินเรียกบางกระปองดังพลัดนั่งไปเมินปนังเล็ดแผลเมินอืมใช่อะไรเอาไปเอฟดาวเปลือย
mở một lô miền tiền này. Nhưng cái đào bên mưa miền Nam mưa khơi. Nói miền Nam vùng quê lạ là nói thằng miền Nam đào là nông nè. Chặt chập ròm nữa khăn là tiếp tiền. Cùng xây bên vạ giờ đấy. Ôi giời ơi, vạ giờ này mang vô thầy khỏi không? Đã không có thầy chết, ông lao cặp này, chặt tiền thổ đó. Mặt đá ở mặt cung là xây ta, cung nên buồn. Cung nên buồn mà? Ôi, là hàng đấy. Lớn nhau á. Ừ. Chẳng hoạt áo, ôi, cài cá già. Nó cài cá lớn lớn. Ừ. Nằm. Làm bảy, làm đây tôi ấy có con ăn mấy không? Mặt đốt. Ơ mà bà con. Mà tích vậy cả lắm. Làm mỡ này cha mồm, sao thì ăn châu phải có mà. Anh giải miền Tây thế này mà đâu lại ở khơi nó xe không? Trong thời. Ờ, đằng ngày này thế này. Trong đá rô, tá rô, anh có mang tí bay, cái cơm đó đây à? Tại khơi như thế là đi. Nó cá giật khám mà. Nó được lại dưỡng nó miếng lại nâng. Tại lại dưỡng được phốp rồi. Tại nâng bụt phốp rồi. Chán mình mong bị mất đo năm này. Rồi không một cái bệnh gì này trốn ra. Vì một hai ơ mà chân nam, mà chân nam đều ăn dẹp toán á. Đặt mông á. Đi đa ro ngay vậy? Đi ra ngay nó đừng việc bạc không phải ăn nhớ á. Anh không buôn, không phải mối cho ta hồi chân đó nè. Ừ, chụp lời đà. Mùm nằm nắng ọt tôm đi phải phải. Mày chân chân cây ban nông ban em một con nông bay chứ mà con phải lạc lên. Qua mình thích.
tại ở thứ hai mưa ta đi mưa khơi không bom phong tịch tị ở hai ơ mấy cái này từ càng mấy nó còn thán nó sụp pịa tịch bạn ở hai cát đấy tiền lật này hả? Bà tay flat. Bà tắt lại cho mua đấy. Ô, chủ ó hả nào? À, đã cho mua đấy. Bà tắt. Chủ của lão hả?